Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 66. Hừ, tôi cứ nói sao ở đây yêu khí ngút trời, thì ra là có yêu thú đoạt xá, mượn đất tu luyện. Mục Tinh Dã giơ ngón tay ra, trên lưỡi kiếm, hắn ta rạch vào đầu ngón tay, máu trắng như mỡ chảy ra, thấm vào bảo kiếm, thân kiếm lập tức phát ra ánh sáng vàng nhạt. Hắn ta cầm kiếm vàng, mũi kiếm hướng xuống chỉ vào Mã Sơn rồi cười lớn. Tôi vốn chỉ đến tìm Lý Dục Thần, không ngờ còn có thể trầm yêu trừ ma ở đây, ha ha ha, trời không phụ lòng tôi, ban cho tôi công đức này. Nói xong hẳn ta lại muốn ra tay với Mã Sơn. Lúc này, Mã Sơn vẫn chưa hồi phục sau nhát kiếm vừa rồi. Tuy đèn trúc long cửu âm mạnh nhưng bản thân tu vi của anh ta quá yếu, vẫn chưa thể hoàn toàn dung hợp với hồn đèn nên càng không thể phát huy được sức mạnh của đèn cửu âm. Có thể đỡ được một nhát kiếm của cao thú tiên thiên đã là thành tựu không nhỏ rồi. Anh ta không thể đỡ được nhát kiếm thứ hai của Mục Tinh Dã đã bôi máu hồn mệnh của mình lên được. Kiếm trong tay Mục Tinh Dã bản ra một lưỡng kiếm khí, lao thẳng về phía Mã Sơn. Ngay lúc này, miệng giếng trong sân đột nhiên phát ra ánh sáng vàng, hiện ra vài lá bùa màu vàng. Bỗng nhiên có một tiếng sấm rền vang lên. Một tia sét đánh tới, đánh trúng luồng kiếm khí này của Mục Tinh Dã. Trận pháp ngũ lôi, Mục Tinh Dã kinh ngạc nói. Nhưng hẳn ta nhìn lại lá bùa ở miệng giếng, hình như không giống với bùa ngũ lôi thiên sư của Long Hổ Sơn. Hắn ta chỉ cảm thấy lá bùa này rất cao cấp, ẩn chứa đạo pháp vô thượng huyền diệu. Nhưng đáy giếng dường như lại ẩn chứa âm khí cực lớn, điều này khác với lôi pháp. Ngay trong lúc hắn ta sửng sốt thì miệng giếng bắn ra hàng chục lưỡng ánh sáng trắng, lao thẳng về phía Mục Tinh Dã. Những lưỡng ánh sáng trắng này sắc như mũi tên, linh như kiếm khí, âm trong dương, dương trong âm, không biết là thứ gì. Mục Tinh Dã giơ kiếm chém ngang, leng keng một hồi, đánh bay hết những lưỡng ánh sáng trắng đó. Nhưng những thứ đó như có sự sống, bay đến. Giữa đường thì quay một vòng rồi bay về miệng giếng. Lúc này, chỉ thấy trên thành giếng có thêm một cô gái mặc áo trắng tuyệt sắc. Mục Tỉnh Dã nheo mắt nhìn, cười lạnh lùng nói, tôi còn tưởng là gì chứ, thì ra là một con nghiệt súc có gai. Hắn ta đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, ở nơi nhỏ bé như này mà lại có yêu nghiệt hoành hành. Chỉ với chút đạo hạnh này của các người mà dám đi lại lung tung trong hồng trần, gan cũng lớn quá rồi đó. Cũng trách đạo môn suy yếu, Long Hổ và Mao Sơn ở ngay gần mà lại làm ngơ, không biết là dung túng hay vô dụng. Ai cũng nói Lý Dục Thần là kẻ giết người không chớp mắt, xem ra lời đồn không sai. Thiên hạ khổ vì Lý Dục Thần đã lâu rồi, hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo. Nói xong, hẳn ta giơ bảo kiếm lên, một tay bấm quyết, thân kiếm lóe lên ánh sáng vàng, một luồng uy áp hủy thiên diệt địa bùng phát ra từ người hẳn ta. Mã Sơn và Bạch Kinh Kinh đều có thể cảm nhận được. Nhát kiếm kế tiếp này chắc chắn sẽ vô cùng mạnh. Cao thủ tiên thiên, uy lực lôi kiếp, người thường không thể chống đỡ được. Dừng tay. Bỗng hắn ta nghe thấy một tiếng quát lớn truyền đến. Mục Tỉnh Dã quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ từ từ bước ra khỏi chính điện. Người phụ nữ này trông chỉ khoảng 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp, tuyệt sắc như yêu nữ đứng trên giếng. Nhưng khi Mục Tỉnh Dã nhìn cô lại có một cảm giác không nói nên lời, như thể người trước mắt không phải là người. Hắn ta tưởng cũng là yêu quái gì đó nhưng dù có dùng pháp nhãn nhìn thế nào cũng không thấy yêu khí, càng không thể là linh tu hay hồn tu. Cô là ai? Hắn ta hỏi. Tôi tên là Lâm Mộng Đình, không biết đạo trưởng xưng hô thế nào. Trung Nam Mục Tỉnh Dã. Mục Tỉnh Dã cũng không biết tại sao mình lại khai tên họ. Trảm yêu trừ ma đến tận xào huyệt của yêu ma, còn phải khai tên họ với yêu ma, thật là buồn cười. Đạo trưởng Mục là ẩn sĩ Trung Nam. Không biết đến Ngô Đồng Cư vì chuyện gì. Hơn nữa tại sao phải đả thương người khác. Hừ, tôi đến tìm Lý Dục Thần. Nếu đạo trưởng đến làm khách thì nói sớm là được rồi, tôi sẽ đích thân dâng trà, đợi chồng tôi về là được. Nhưng đạo trưởng không nói một lời đã xông vào, còn làm người nhà chúng tôi bị thương, đây không phải là hành động của một ẩn sĩ. Lý Dục Thần là chồng cô à? Đúng vậy. Lừ, đúng là con rùa rút đầu, bản thân không ra mặt mà để phụ nữ ra mặt. Thôi, tôi không nói chuyện với phụ nữ, gọi Lý Dục Thần ra đây. Mục Tính Dã lơ lửng trên không trung, cao cao tại thượng. Lâm Mộng Đình mỉm cười, có phải đạo trưởng bế quan quá lâu rồi không? Ngày nay thiên hạ đã thay đổi từ lâu, đã sớm đề xướng bình đẳng nam nữ rồi sao đạo trưởng còn sống ở xã hội cũ vậy? Nói về tu hành,
tổ sư Thượng Thanh trên núi Mao Sơn là Nguy Hoa Tồn, thất tử Toàn Chân là Tôn Bất Nhị, chân nhân Văn Dật là Tào Tiên Cô, chẳng phải đều là nữ sao? Tôn Bất Nhị còn là đệ tử của tổ sư Trùng Dương, cũng được coi là một trong những tổ sư của phái Trung Nam các người, chẳng lẽ đạo trưởng Mục không biết sao? Ha, đúng là một con nhóc ăn nói lưu loát. Mục Tinh Giã cười lạnh, dù cô có nói đến trời sập xuống, cũng đừng hòng lay động lòng tôi. Lý Dục Thần giết người vô tội, đã nhập ma đạo, các người lại nuôi yêu nghiệt ở đây, tội không thể tha. Trảm yêu trừ ma là chức trách của tu sĩ bọn tôi, hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo. Những người không liên quan như các người có thể tự rời đi. Mặt đẹp của Lâm Mộng Đình lạnh tanh, xem ra đạo trưởng Mục đã quyết tâm làm khó chúng tôi rồi. Mục Tỉnh Giã nói, đừng nói nhám nữa, xem kiếm của tôi đây. Sau đó hắn ta chém một nhát kiếm về phía Lâm Mộng Đình. Mã Sơn Định xông lên cứu, liều chết tung ra một quyền phong mạnh mẽ. Bạch Kinh Kinh thì lột bỏ bộ đồ trắng, biến thành vô số gai trắng. Hừ, lũ yêu nghiệt các người không biết trời cao đất rộng, không biết uy lực của thiên đạo. Hôm nay, để các người nếm thử một chút, kiếm thuật huyền môn lợi hại như thế nào. Kiếm khí tràn ngập, uy lực như sấm sét. Nhưng ngay lúc này, Lâm Mộng Đình đột nhiên tiến đến, duỗi hai ngón tay xanh mướt ra, kẹp chặt mũi kiếm của Mục Tỉnh Giã. Mọi thứ đột nhiên dừng lại. Như thể thời gian ngừng trôi, không gian đông cứng. Mục Tỉnh Giã nắm chặt chuôi kiếm, há hốc mồm nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm thấy mọi thứ đều không chân thật. Sao có thể? Bản thân ngộ đạo trăm năm, bế quan một giáp tử, cuối cùng cũng đột phá lôi kiếp. Tự cho rằng mình là một thân huyền công, khó có đối thủ. Một tay kiếm pháp Trùng Dương lại càng ngang dọc thiên hạ. Hắn ta xuất quan từ đó đến nay, du ngoạn giang hồ, nghe nói Trấn Châu Môn tụ tập võ lâm thiên hạ, muốn trừ khử Lý Dục Thần. Một người thu tiên huyền môn lại đi lo chuyện võ lâm, quả thực là phí phạm tài năng, nhưng thanh kiếm dòng tay Mục Tỉnh Giã đã sớm đói khát khó nhịn, dù sao cũng là kẻ ác, giết người trước tích công đức sau cũng được. Vì vậy, hắn ta đã dò hỏi tin tức ở Trấn Châu Môn mới đến thành phố Hòa. Hắn ta luôn nghĩ chuyện này dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ, một kiếm toàn lực của mình, vậy mà lại bị người phụ nữ trước mặt dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt. Hắn ta nhìn thấy Mã Sơn vung nằm đấm, trên nắm đấm sinh gió tụ thành một cơn lốc xoáy nhưng dừng lại ở đó như một bức tranh tĩnh lặng. Lại nhìn thấy toàn thân Bạch Kinh Kinh đầy gai bắn ra như tên nỏ, trước sau dừng lại giữa không trung. Mọi thứ đều hư ảo như thể đã sang thế giới trong tranh vậy. Chỉ có hắn ta và người phụ nữ trước mặt là thật, như thể tách biệt ra một không gian khác. Cô, Mục Tinh Giã loáng thoáng hiểu ra một chút, tại sao vừa rồi nhìn người phụ nữ này lại cảm thấy rất đặc biệt. Cô là tu sĩ phù thuật. Lâm Mộng Đình mỉm cười, đúng mà cũng không đúng. Đầu ngón tay cô khẽ vặn. Thanh bảo kiếm đó nứt từng khúc. Theo từng khúc nứt của bảo kiếm, không gian cũng như vỡ vụn. Thanh kiếm gãy rơi xuống đất loảng xoảng. Còn bên cạnh, quyền phong gào thét, một cơn lốc xoáy mạnh mẽ ập đến, trong gió có một ngọn đèn dầu, trong ánh đèn sáng mở hiện ra một nắm đấm khổng lồ, mang theo sức mạnh của ngọn lửa âm u dữ dội, đập vào ngực hắn ta. Bên kia, hàng chục chiếc gai trắng đâm thủng hư không, đâm vào lưng hắn ta. Cơ thể Mục Tinh Giã rơi từ trên không xuống. Hắn ta không hiểu, mình ngộ đạo trăm năm, bế quan một giáp tử, cuối cùng cũng vượt qua được lôi kiếp, sao lại có thể bị kết cục như vậy? Thiên đạo bất công quá. Khi Lý Dục Thần trở về Ngô Đồng Cư đã gặp Trương Đạo Viễn đang vội vội vàng vàng chạy đến. Đạo trưởng Trương, sao ông lại đến đây? Lý Dục Thần tò mò hỏi. Ai ra, Lý Công Tử, gặp được cậu ở đây thì tốt quá. Trương Đạo Viễn nói, có một đạo sĩ từ Trung Nam đến đây muốn gây rắc rối cho cậu. Tôi nghĩ có thể có sự hiểu lầm nào đó ở đây. Ông ta liền kể chuyện Mục Tinh Giã san bằng Thiên Tinh Quan. Cũng tại tôi không tốt. Tôi tức vì đạo sĩ của Toàn Chân như ông ta lại phỉ báng chính nhất như tôi, bèn bực bội với ông ta, nhưng lại quên nói cho ông ta biết thân phận của Lý Công Tử ngài. Nếu tôi nói ngài là sứ giả Thiên Đô sớm một chút thì có lẽ đã không sao gì ông ta đến gây rắc rối cho ngài, ngài sẽ không sợ. Nhưng ngộ nhỡ làm người nhà của ngài bị thương thì sẽ không tốt. Vốn định gọi điện thoại cho ngài nhưng lại để điện thoại thoại di động ở trong phòng, bị đè nát khi nhà cửa bị sập rồi. Trương Đạo Viễn nói dòng nói dài một tràng, cuối cùng Lý Dục Thần cũng hiểu. Cao thủ bay trên trời. Anh nhíu mày một cái, vội vàng vào trong Ngô Đồng Cư. Lúc này, Mục Tỉnh Giã đang bị trói dưới gốc cây ngô đồng, Mã Sơn và Bạch Kinh Kinh đang trông chừng hắn ta. Mục Tỉnh Giã cúi thấp đầu,
hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Lâm Mộng Đình không giết Mục Tinh Giã. Phái Trung Nam có địa vị vị rất cao trong đạo môn, Trọng Dương Cung cũng là một trong ba tổ đình lớn nhất của toàn chân. Mục Tinh Giã đã gia nhập Thiên Thiên thì chắc chắn hẳn ta cũng là một nhân vật quan trọng trong đạo môn. Không phải cô không dám giết người mà chỉ là cô không muốn tự ý làm chủ, muốn xử trí như thế nào thì quyền quyết định vẫn phải giao cho Lý Dục Thần. Thấy Lý Dục Thần trở lại, Lâm Mộng Đình liền kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra. Thậm chí Lý Dục Thần còn không thèm nhìn Mục Tinh Giã dưới gốc cây mà chỉ hỏi, chú Hứa không sao chứ? Lâm Mộng Đình nói, bị thương không nhẹ, nhưng đạo sĩ không ra tay vào chỗ hiểm, em đã xử qua một lần rồi, hiện giờ đang nghỉ ngơi. Lý Dục Thần khẽ gật đầu, giữ lấy vai của Lâm Mộng Đình, nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích rồi nói, cảm ơn, vợ vất vả rồi. Lâm Mộng Đình cười nói, sao anh lại nói như vậy, anh không có ở đây, đương nhiên em sẽ chăm sóc nhà cửa thật tốt. Mau đi thăm chú Hứa đi. Được. Hai người liền đi đến phòng mà Hứa Quốc Lập và dì Tình ở. Trương Đạo Viễn cảm thấy Ngô Đồng Cư vẫn ổn, mọi người đều không sao thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền đi đến gốc cây Ngô Đồng, ngồi xổm xuống nhìn Mục Tinh Giã rồi thở dài nói, hai, tôi phải nói ông thế nào mới được đây? Đạo sĩ ở núi Trung, nam các ông đều lỗ mãng như vậy sao? Có muốn đến chỗ của tôi, đi bốc gạch với tôi để sửa lại tính cách của ông cho tốt không? Phì, Mục Tỉnh Giã phun một ngụm máu tươi lên mặt Trương Đạo Viễn, cùng đạo với ma quý, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho chính nhất tổ sư. Hứa Quốc Lập nằm ở trong phòng, vết thương trên người đã được xử lý nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết bị tơ lụa xiết cổ. Dì Tình ngồi ở trước giường vẫn luôn khóc không ngừng. Lý Dục Thần kiểm tra cẩn thận lại một lần, thấy Hứa Quốc Lập quả thật không bị nguy hiểm đến tính mạng thì mới yên tâm, giúp ông ấy loại bỏ những vết thương ở trên người, rồi để lại thêm hai viên thuốc và an ủi Dì Tình mấy câu. Sau đó anh mới trở lại trong sân. Đúng lúc này lại nghe thấy Trương Đạo Viễn đang chửi như tắt nước. Cái đổ lỗ mũi trâu chết tiệt nhà ông sao không biết tốt xấu gì thế, tôi có lòng tốt nói cho ông biết, Lý công tử thật sự chính là thượng tiên của thiên đô, ông không tin thì thôi đi, lại còn phun nước bọt lên mặt tôi. Ông đã hủy đạo quán của tôi còn chưa đòi ông bồi thường đâu đấy. Miệt thị đạo sĩ vì búi tóc của đạo sĩ giống như lỗ mũi của con trâu. Phì, Mục Tinh Giã lại phun thêm một phát, nếu anh ta là thượng tiên của thiên đô thì tôi chính là thái thượng lão quân. Này, cái đồ đạo sĩ Trung Nam thối tha, thôi bỏ đi, tôi không thèm nói với ông nữa, ông thích tin hay không thì tùy. Trương Đạo Viễn tức giận bỏ đi. Nghe nói ông tìm tôi. Lý Dục Thần đi đến trước mặt Mục Tinh Giã. Mục Tỉnh Giã ngẩng đầu nhìn Lý Dục Thần một cái rồi, hừ lạnh một tiếng, cậu chính là Lý Dục Thần. Không sai, thiên đô Lý Dục Thần. Ha ha ha, Mục Tinh Giã cười như điên, cười đến mức hụt hơi, ho khan kịch liệt. Nói vết thương của hắn ta có nặng hay không thì cú đánh của Mã Sơn vẫn không thể làm tổn hại đến pháp thân kiếp sau của hắn ta. Cho dù bị vu pháp không gian nhốt lại thì cú đánh đó cũng chỉ khiến xương cốt bên trong của hắn ta tê dại đau đớn một chút mà thôi. Mấu chốt là trong cú đánh đó còn có một chút đăng hỏa thần bí đã đốt cháy hắn ta. Khiến nội tạng của hắn ta bùng cháy, tinh thần bị tổn thương, như thể cả người hắn ta đã bị rơi vào trong địa ngục rực lửa. Cũng chính khoảnh khắc đó, hàng chục dễ bạch tiên đã lợi dụng tình thế xông đến, đâm vào phía sau lưng của hắn ta. Hiện giờ lại bị trận pháp của cây Ngô Đồng vây khốn khiến ngay cả việc điều chỉnh hơi thở hẳn ta cũng cảm thấy có chút khó nhằn chứ đừng nói đến việc đẩy những chiếc rễ đó ra ngoài. Ha ha, thiên đô, đúng là chuyện nực cười. Ha ha ha, vẻ mặt của Mục Tinh Giã tràn ngập vẻ khinh thường, nhóc con, nhóc có biết thiên đô là nơi như thế nào không? Nghe cho rõ đây, thiên đô ở trên Côn Luân, là vạn tiên chỉ tông. Nhóc con, có khoác lác thì cũng phải tìm thứ có thể đáng tin một chút. Nói như vậy tức là, ông không tin. Đương nhiên là không tin. Nếu như tôi nói thật thì sao? Hừ, không thể nào. Nếu cậu là đại sứ thiên đô thì tôi sẽ mặc cậu xử trí. Lần này là do tôi đã bất cẩn nên mới thua ở trong tay cậu, chẳng có gì đáng để nói nữa cả. Nhưng cậu cũng đừng đắc ý, lưới trời lồng lộng, chính nghĩa đến muộn nhưng vẫn sẽ đến, rồi một. Ngày nào đó sẽ có người đến diệt trừ cậu. Vẻ mặt Mục Tỉnh Giã đầy kiêu ngạo. Dáng vẻ như dù có chết cũng sẽ không chịu bị khuất phục. Đúng lúc này, Lý Dục Thần giơ tay lên, lòng bàn tay anh đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài đang tỏa ra ánh sáng vàng kim trong hư không hiện ra một đường thiên lộ, xa xăm yên tĩnh, dẫn thẳng đến trời xanh, bùa chú ở cuối thiên lộ lóe lên,
hiện ra hai chữ Thiên Đỡ to đùng. Mục Tính Giã hoảng sợ xanh mặt, hắn ta nhìn ánh sáng vàng kim từ trên lệnh bài rồi lẩm bẩm nói, Thiên. Thiên Đô lệnh. Lý Dục Thần hỏi, hiện giờ có thể tin được chưa? Không, không thể nào. Sao tiên sứ Thiên Đô có thể làm bạn với yêu ma được? Mục Tinh Giã không ngừng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nhưng Thiên Đô lệnh đã ở trước mặt, hắn ta lại không dám không tin. Trên đời này, không có ai dám giả mạo sứ giả, Thiên Đô, nếu không phải đệ tử của Thiên Đô thì không ai có thể điều khiển Thiên Đô lệnh. Làm bạn với yêu ma, Lý Dục Thần thu hồi Thiên Đô lệnh, ở đây ai là yêu, ai là ma? Cô tai Mục Tinh Giã chỉ vào Bạch Kinh Kinh, cô ta chính là yêu quái, là nhím yêu. Còn có anh ta, hắn ta chỉ vào Mã Sơn, trên người anh ta có khí thức của dị thú yêu hồn, như thể anh ta đã bị cướp đoạt linh hồn rồi. Cướp cái đầu mẹ mày ấy, mày mới bị cướp đoạt linh hồn ấy. Mã Sơn mắng, ông mày tên là Mã Sơn, là con người đường đường chính chính. Mục Tỉnh Giã cũng có thể cảm nhận được dương cương chỉ khí bình thường ở trên người Mã Sơn nên bất giác cau mày, có chút nghi ngờ đối với phán đoán của bản thân, sau đó hắn ta lập tức chỉ vào Lâm Mộng Đình rồi nói. Còn có cô ta nữa, cô ta là Vụ Tu, chỗ này của anh có yêu, có quỷ, có vu, anh. Anh là sứ giả Thiên Đô, sao anh có thể làm bạn với yêu ma, đồng hành cùng với quỷ quái? Lý Dục Thần cười lạnh một tiếng, yêu thì có tội gì? Mà vu thì có gì sai? Uổng công ông tu hành cả trăm năm nhưng ngay cả đạo lý trên dưới thiên đạo, vạn vật đều bình đẳng cũng không hiểu. Năm đó Trọng Dương tổ sư của các ông còn từng điểm hóa cho đại yêu. Thuần Dương chân nhân cả đời cầm kiếm, tiêu trừ rất nhiều chuyện bất công trên thiên hạ nhưng cũng chưa từng nhìn thấy ông ấy từng giết một con yêu vô nào. Mở mang linh trí là quyền lợi mà thiên đạo ban cho muôn loài. Linh trí vừa mở ra một cái đã lập tức bị những người tự cho mình là chính đạo như các ông gán cho cái mác quái vật, muốn nhanh chóng tiêu diệt bọn họ. Đó là các ông đang trà đạp lên thiên đạo vì để bảo vệ quyền uy, địa vị của bản thân. Về bản chất thì có khác gì so với những hôn quân nịnh thần không cho phép dân chúng mở mang đầu óc đâu chứ? Cái này, Mục Tính Giã không còn nghĩ ngờ thân phận của Lý Dục Thần nữa, chỉ là tạm thời hắn ta không thể quay đầu mà thôi. Trương Đạo Viễn ở bên cạnh nói, lão Mục, ông không hiểu à? Nói trắng ra, nếu quay ngược lại 800 đời trước thì tổ tông của ông vẫn còn đang ăn lông uống máu, đó không phải chính là yêu vừa mới thức tỉnh linh trí sao? Vì thế cho nên, chúng ta đều là đời sau của yêu. Ai cũng đừng nên coi thường đối phương. Lý Dục Thần cười cười, hình như Trương Đạo Viễn đã thông minh hơn trước rồi, xem ra xây nhà không chỉ tu luyện tâm tính mà còn cải thiện sự hiểu biết của ông ta. Được rồi, đạo lý chỉ nói đến đây thôi, kế tiếp, chính là xử lý ông rồi. Nếu ông đến giết tôi sẽ niệm tình ông ngu dốt, bị người khác lừa dối, có thể không thèm so đo với ông, nhưng ông đã làm tổn thương người nhà của tôi thì tôi sẽ không thể tha cho ông. Mục Tỉnh Giã hổ thẹn nói. Cậu là tiên sứ Thiên Đô, thì đương nhiên không chấp những lời đồn thổi đó. Tôi lỡ tin những lời đồn thối đó, tự làm tự chịu, tình nguyện chịu phạt. Tùy ý chém giết, tuyệt đối không một câu cán hận. Trương Đạo Viễn sợ Lý Dục Thần thật sự muốn giết hắn ta, vội vàng nói, Lý công tử, tôi có một đề xuất nhỏ. Bản tính của người này không xấu, chỉ là tính cách có hơi tệ, không bằng hãy để ông ta theo tôi đi bốc gạch xây nhà rèn luyện tính cách cho ông ta. Khó khăn lắm mới có thể gia nhập đạo tiên thiên, dẫu sao cũng phải cứu vớt một chút. Lý Dục Thần cười lớn, đề xuất này không tồi Mục Tỉnh Giã, tôi không giết ông mà sẽ phạt ông đi giúp đạo trưởng Trương xây nhà rèn luyện tính cách. Ngoài ra, ông đã làm bảo vệ của tôi bị thương, sau khi thiên tỉnh quan xây dựng xong, ông đến Ngô Đồng Cư để gác cổng 10 năm, ông có bằng lòng không? Đương nhiên Mục Tỉnh Giã không có gì là không bằng lòng cả. Hắn ta chỉ hơi cổ hủ một chút nhưng hắn ta không ngốc. Làm người gác cổng dưới trướng của tiên sứ Thiên Đô, đây nào có phải là đang trừng phạt, đây rõ ràng là cơ duyên. Nghĩ như thế, hắn ta cũng không còn cảm thấy phản cảm với chuyện đi giúp Trương Đạo Viễn xây nhà nữa, mà ngược lại hắn ta mong sớm có thể xây nhà xong để có thể đến làm bảo vệ tại Ngô Đồng Cư. Còn đối với Lý Dục Thần mà nói, có một người gác cổng như Mục Tinh Giã đã giúp anh có thể bớt đi rất nhiều nỗi lo lắng về sau. Mã Sơn sắp phải đến Hào Giang rồi, sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Lâm Mộng Đình cũng phải về Đại học Nam Giang để đi học. Bọn họ đi thì Ngô Đồng Cư cũng chỉ còn lại một người cao thủ duy nhất là Bạch Kinh Kinh. Bạch Kinh Kinh vẫn còn là, yêu, trong mắt đám người tu hành đó. Anh không hy vọng những chuyện xảy ra ở căn nhà của họ Lý từ 20 năm trước lại xảy ra ở thành phố Hòa.
Mục Tinh Giã là cao thủ tiên thiên, lại là trưởng lão của phái Trung Nam. Có hắn ta ở đây, thì Ngô Đồng Cư về cơ bản sẽ an toàn. Tiếp theo đây, Lý Dục Thần còn có rất nhiều việc phải giải quyết, việc đi đến Cửu U Minh Giới thì không cần phải nói nữa, trước mắt, chuyện của Trấn Châu Môn đã vô cùng cấp bách. Châu Khiếu Uyên đã triệu tập các đồng đạo võ lâm trong thiên hạ để thảo phạt Lý Dục Thần, mục đích là khiến anh phải giao ngũ sứ ma môn ra. Hiện giờ cũng không biết hiệu quả như thế nào rồi. Ngũ sứ ma môn, Lữ Hiển và Đạm Đài Ngọc đã chết, cờ Hắc Thủy cờ đen và cờ Thái Bạch cờ trắng dòng cờ ma giáo ngũ hành cũng đã rơi vào tay Lý Dục Thần. Còn lại ba người đồng hạo, Diệp Hy Lâm và Cùng Tiên cũng với ba lá cờ đỏ, vàng và xanh. Lý Dục Thần có một loại dự cảm rằng sau khi lấy được toàn bộ cờ ngũ hành anh đã có thế vào minh giới, xuống Cửu U để tìm mẹ của mình. Về phần bố anh không dám xác định ảo cảnh anh đã nhìn thấy trong bí cảnh của Thiên Trì ở núi Bạch Đầu là thật hay giả, nhưng xét theo những manh mối mà hiện giờ anh đã tìm thấy từ 20 năm trước, tìm được Nguyệt Tiên Lăng của Vương Ốc thì có lẽ sẽ có thể biết được bố anh còn sống hay đã chết. Mục Tinh Giã đi theo Trương Đạo Viễn đến núi Vọng Sơn để bốc gạch, còn Lý Dục Thần thì đi cùng Lâm Mộng Đình đến Kim Lăng ở Trấn Châu Môn. Bọn họ không trực tiếp đi tìm Châu Khiếu Uyên mà tùy ý đi dạo xung quanh Trấn Châu Môn để quan sát người đi lại. Năm nay Trấn Châu Môn náo nhiệt hơn rất nhiều lần so với những năm trước, tất cả các khách sạn và nhà nghỉ đều chật kín, có đủ loại người đến đây và trong đó không thể thiếu những người kỳ lạ. Trong đó có không ít tông sư từ khắp các nơi khác nhau. Có một số người đến đây theo lời kêu gọi của Châu Khiếu Uyên và cũng có một số người đến đây để xem náo nhiệt. Nhưng chuyện khiến Lý Dục Thần cảm thấy kỳ quái đó chính là, ngoại trừ người trong giới võ lâm, vậy mà lại còn có không ít người của huyền môn, trên người bọn họ có sự dao động pháp lực rất rõ ràng. Buổi trưa, bọn họ bước vào một quán ăn nhỏ. Thời tiết bên ngoài nóng bức, bên trong bật điều hòa, sảng khoái và mát mẻ, giống như là hai thế giới. Chỉ toàn là top 5 top 3 người nhưng đã sắp ngồi kín mít rồi. Nhân viên phục vụ liền dẫn bọn họ đến chiếc bàn trống còn sót lại ở trong góc. Bởi vì chiếc bàn nằm ở trong góc, không khí không lưu thông nên có hơi ngột ngạt. Nhân viên phục vụ thấy bọn họ ăn mặc lộng lẫy, dáng vẻ bất phàm thì liền hỏi bọn họ có muốn đổi bàn với những người ở bên cạnh không. Bàn bên cạnh có một già một trẻ đang ngồi, trên bàn đang đặt hai bát mì lớn nhưng ăn chỉ còn lại nước dùng. Hai người đều để đầu húi cua, ông lão đã ngoài 60 tuổi, ăn mặc giản dị nhưng rất sạch sẽ. Thiếu niên khoảng chừng 16, 17 tuổi, đôi mắt nhìn ngó xung quanh như thể vô cùng tò mò với tất cả mọi thứ. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đi thẳng đến nhưng thiếu niên vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Lâm Mộng Đình giống như chiếc nam châm bị hút chặt, nhìn mãi không chịu rời đi. Lâm Mộng Đình khẽ nhíu mày nhưng cô cũng không để trong lòng. Dẫu sao trông thiếu niên này cũng trạc tuổi với Lâm Vân. Lý Dục Thần nhìn bọn họ một cái, anh luôn cảm thấy trông bọn họ khá quen mặt. Có lẽ nhân viên phục vụ thấy hai người đó chiếm cả một bàn mà mới chỉ gọi hai bát mì rau cải, hơn nữa thấy bọn họ đã ăn được kha khá rồi và đang có ý muốn đuổi người đi nên mới bảo bọn họ đổi bàn. Lâm Mông Đình ngăn cản nói, bỏ đi, chúng tôi ngồi ở bên kia thôi, ngồi trong góc yên tĩnh hơn một chút. Cô nói như vậy. Nhân viên phục vụ cũng không còn cách nào, đừng nói người ta còn chưa ăn xong, cho dù bọn họ đã ăn xong rồi nhưng vẫn ngồi ở đó thì cô ta cũng không thể đuổi người ta đi. Lý Dục Đình và Lâm Mộng Đình ngồi xuống. Nhân viên phục vụ hỏi bọn họ muốn ăn gì. Lâm Mộng Đình thuận tay nhìn thực đơn một cái rồi cũng gọi hai bát mì. Từ lâu Lý Dục Thần đã không còn dính khói lửa phàm tục, hiện giờ Lâm Mộng Đình cũng không khác lắm nhưng nếu đã hành tẩu trong nhân gian thì vẫn phải có vài phần dáng vẻ của người ở nhân gian. Gọi hai bát mì khi quán đang xào thức ăn, đặc biệt là khi công việc kinh doanh đang bùng nổ vào buổi trưa thì có thể tưởng tượng được nhân viên phục vụ sẽ không bày ra vẻ mặt vui vẻ rồi. Cái quỷ gì vậy, hôm nay toàn là cái loại người keo kiệt bùn xỉn gì đâu không? Nhân viên phục vụ lẩm bẩm rồi rời đi. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình nhìn nhau cười một cái, cũng không thèm so đo. Người trẻ tuổi ở bàn bên cạnh vẫn đang nhìn bọn họ. Đột nhiên nghe thấy ông lão nói, đừng nhìn nữa. Đấy là vợ của người ta, phúc phận của con không đủ, có nhìn nhiều nữa thì cũng không thể trộm được đâu. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đều bất giác kinh ngạc bật cười. Những lời này của ông lão nghe có vẻ thẳng thừng và vô lễ nhưng dường như lại chẳng có vấn đề gì. Người trẻ tuổi lại nói, chính bởi vì không trộm được nên mới phải nhìn nhiều thêm mấy lần, nếu không thì không còn để mà nhìn nữa. Sư phụ, thầy không nhìn sao? Ta nhìn cái gì mà nhìn? Cả một đống tuổi rồi.
không còn quan tâm đến những suy nghĩ tầm thường như thế nữa, ông lão nói. Vậy lần trước thầy còn nhìn lén một quả phụ đang tắm ở trong núi thì sao? Người trẻ tuổi nói. A-di-đà Phật, ông lão đột nhiên niệm Phật, nhóc con thối tha, đừng có ăn nói vớ vẩn. Ta nhìn lén bao giờ? Ta định hoàn tục về nhà lấy vợ, đó là vợ mà người ta giới thiệu cho ta, dẫu sao ta cũng phải nhìn trước một chút. Vậy sao lúc người ta căm gậy đuổi theo thầy lại bỏ chạy? A-di-đà Phật, đấy không phải là ta chạy, đó là do ta đã nhìn thấu hoa trong gương, nhìn tỏ bóng trăng dưới nước, phải tránh xa những u mê của hồng trần. Sư phụ, không phải thầy muốn hoàn tục sao? Sao thầy lại muốn tránh xa những u mê của hồng trần rồi? Vậy thầy còn muốn lấy vợ không? Lấy, đương nhiên là phải lấy. Vậy còn sư nương của con thì sao? Ông lão bưng bát mì lên, cúi đầu uống một ngụm nước mì, thưởng thức hương vị, ở trong nước canh này. Người trẻ tuổi trẻ không hiểu, cúi đầu nhìn nước, canh ở trong bát. Canh vẫn là canh như cũ, trong đó còn lẫn vài sợi mì ngắn và vài cọng rau cải xanh, trên đó nối lên một lớp váng mố, đục ngầu, ngay cả một cái bóng cũng không thể nhìn thấy được. Phải uống. Người trẻ tuổi liền bưng bát mì lên rồi uống một ngụm canh. Có mùi vị như thế nào? Ông lão hỏi. Mùi vị của mì, người trẻ tuổi nói. Trong canh có còn mì không? Không có. Đúng vậy. Trong canh không còn mì nhưng con vẫn có thể cảm nhận được mùi vị của mì chỉ vì mì vẫn ở trong tìm con. Trong nhà không có sư nương nhưng vi sư vẫn có thể hưởng thụ mùi vị của sư nương chỉ vì sư nương ở ngay trong tim ta. Con nhìn chằm chằm người ta thì không thể trộm vợ của người ta đâu. Nhắm mắt lại thì cô ấy đã chạy đến trong tìm con rồi. Người trẻ tuổi như hiểu mà không hiểu, lại nhìn Lâm Mộng Đình một cái, sau đó nhắm mắt lại. Ông lão liền nhân cơ hội bưng bát mì trước mặt người trẻ tuổi lên rồi uống hết sạch nước canh ở trong bát. Trong tim đã có chưa? Ông lão hỏi. Có rồi, người trẻ tuổi nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt tràn đầy sự vui mừng. Vậy thì có thể mở mắt ra rồi. Người trẻ tuổi liền mở mắt ra, nhìn thấy cái bát trống rỗng ở trước mặt thì ngạc nhiên nói, mì của con đâu? Mì đã ở trong tim con rồi, trong bát có hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng con vẫn còn đói mà. Đừng nghĩ đến mì nữa, mỹ nhân ở trong lòng chạy mất rồi. Nhưng con vẫn cảm thấy mì quan trọng hơn một chút. Ông lão khẽ gật đầu một cái, nói với giọng điệu chân thành, vì thế, những loại chuyện liên quan đến phụ nữ này đều là ăn no rừng mỡ thôi. Đồ nhỉ à, hôm nay con lại học thêm được một bài học nữa, con đã càng ngày càng đến gần đến việc trở thành Phật rồi. Dường như người trẻ tuổi đã ngộ ra được điều gì đó, cảm tạ sư phụ dạy bảo. Nhưng mà, sư phụ, con vẫn muốn ăn thêm một bát mì nữa. Cuối cùng Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình cũng hiểu ra, một già một trẻ này là hai vị hòa thượng, kiểu tóc húi cua ở trên đầu là do tóc mới mọc ra. Mà Lý Dục Thần cũng nhớ ra vì sao anh lại thấy quen mặt rồi, anh đã từng gặp hai người này. Lần đó ở núi Chiêu Bảo thành phố Dũng, anh và chị Mai đã đột phá trận pháp cổ xưa dưới lòng đất của tổ tiên của nhà họ Liễu, sau khi hàng phục yêu hồn đã gặp được hai vị hòa thượng. Một già một trẻ ở trên núi. Nhân viên phục vụ bưng hai bát mì đặt trước mặt Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình gọi mì bì lợn, mùi thơm nồng nàn tỏa ra như tên trộm chui vào mũi người ta, sau đó chui thẳng đến tim gan phèo phổi thận. Tiểu hòa thượng khịt khịt cái mũi, cố nuốt nước bọt mấy lần. Lão hòa thượng nói, đừng nhìn, đừng ngửi, bát mì của con ở trong lòng con, ngửi của người ngoài thì bát mì trong lòng con sẽ chạy mất. Tiểu hòa thượng nói, sư phụ, chúng ta đi khất thực đi. Khất thực cái gì, chúng ta đều hoàn tục rồi, không có duyên để khất thực đâu. Vậy chúng ta hết tiền rồi, sau này phải làm sao? Con còn trẻ, có sức khỏe thì vẫn có thể đi kiếm tiền. Vậy còn sư phụ thì sao? Tất nhiên là đợi con kiếm tiền nuôi ta rồi. Tiểu hòa thượng im lặng không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì, hay vì sợ bát mì trong lòng hay là người đẹp chạy mất. Lúc này, bên ngoài lại có hai người đi vào, cũng là một già một trẻ, chỉ có điều quần áo thì lộng lẫy hơn nhiều. Người già mặc đồ thời Đường màu sẫm, viền chỉ vàng khảm chỉ bạc, vừa nho nhã vừa cao quý. Người trẻ tuổi thì mặc một bộ quần áo thời trang, xách một chiếc túi da dài và mảnh. Lý Dục Thần nhìn thoáng qua là biết trong túi này đựng kiếm, hơn nữa còn là hai thanh kiếm tốt. Gần đây, những người trong giới võ lâm ở trấn Trúc Môn tụ tập, đừng nói là đựng kiếm trong túi da đặc chế. Mà ngay cả những người ôm đao mang kiếm đến cũng không ít, người dân trong trấn đã quen rồi nên cũng không quan tâm. Khi hai người này đi vào thì trong tiệm đã không còn bàn trống.
nhân viên phục vụ dẫn họ đến góc này, sau đó đi thu bát của hai hòa thượng. Lão hòa thượng nói, ê, khoan đã, tôi còn chưa ăn xong mà. Nhân viên phục vụ nói, bát của ông sắp hết rồi, còn muốn ăn đến bao giờ nữa? Chỉ gọi hai bát mì rau xanh mà định ăn đến khi mặt trời lặn à? Tôi tiêu tiền để mua mà, không ăn hết thì lãng phí. Lão hòa thượng ôm bát, sợ người ta cướp mất, bèn dịch sang một bên. Thực ra cái bàn này là bàn ba người ngõ đối diện nhau, sáu người cũng có thể ngồi được. Hòa thượng dịch sang một bên, một già một trẻ kia hoàn toàn có thể ngồi xuống. Nhân viên phục vụ bĩu môi, cũng miễn cưỡng nói, hai vị, hay là ngồi ghép bàn trước. Thiếu niên mặc đồ hoa có vẻ rất mất kiên nhẫn, anh ta liếc nhìn hai hòa thượng rồi cau mày nói, bẩn thế này, tôi không ngồi cùng bàn với bọn họ đâu, bảo bọn họ đi đi, chúng tôi muốn một cái bàn riêng. Nhân viên phục vụ có chút khó xử nói, bọn họ sắp ăn xong rồi, hai vị ngồi trước đi. Cút, hai người này hôi như vậy, ai mà ngồi được? Hoặc là bảo bọn họ đi, hoặc là tìm cho tôi một cái bàn khác. Thiếu niên tức giận nói. Nhân viên phục vụ nghe anh ta nói vậy thì cũng hơi tức giận nói, tôi mở tiệm cơm chứ không phải mở nhà chứa, ngồi một cái bàn cũng kén chọn. Mấy ngày nay, tiệm cơm nào ở trấn Trúc Môn cũng như vậy. Nếu các người thích sạch sẽ muốn ăn tiệc lớn thì đến Kim Lăng ăn ở nhà hàng lớn đi, đừng đến tiệm nhỏ của tôi. Thiếu niên mặc đồ hoa tức giận, túm lấy cổ áo của nhân viên phục vụ rồi nhấc bổng lên như nhấc một con gà con, mày nói gì? Có tin tao phế mày luôn không? Nhân viên phục vụ giật mình, không ngờ thiếu niên trông có vẻ nho nhã này lại nóng tính như vậy. Lão già mặc đồ hoa không có ý ngăn cản, trên mặt còn hơi cười, dường như rất thích tính khí của thiếu niên. Lúc này, thiếu niên mặc đồ hoa nhìn thấy Lâm Mộng Đình thì mắt sáng lên, ném nhân viên phục vụ xuống đất, không thèm để ý nữa, anh ta nói với lão già ông nội, chúng ta ngõ bàn đó đi. Lão già chỉ gật đầu, xem ra rất chiều đứa cháu này, cái gì cũng nghe theo nó. Hai người đi về phía Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình rồi ngồi xuống bên cạnh họ. Vừa ngồi xuống thì người trẻ tuổi đã nhìn chằm chằm vào Lâm Mộng Đình, cười nịnh nọt, chị gái, làm quen nhé, tôi tên là Hoàng Phủ Hy. Là người của gia tộc Hoàng Phủ ở Minh Lộc, Dự Châu. Hoàng Phủ Hy tự giới thiệu, khi nói đến gia tộc Hoàng Phủ ở Minh Lộc, Dự Châu thì trên mặt anh ta không tự chủ được mà lộ ra vẻ kiêu ngạo. Chị gái, tôi phải gọi chị là gì đây? Hoàng Phủ Hy vừa nói vừa tiến lại gần. Lâm Mộng Đình đột nhiên cảm thấy buồn nôn, tuổi tác Hoàng Phủ Hy này cũng chỉ ngang với tiểu hòa thượng bên cạnh. Vừa rồi tiểu hòa thượng cũng nhìn chằm chằm cô nhưng trong ánh mắt đó chỉ có sự ngưỡng mộ đơn thuần đối với cái đẹp chứ không có tà niệm. Nhưng Hoàng Phủ Hy lại đầy vẻ dâm dục, nhìn là biết tay chơi già đời rồi. Tuổi này mà đã thành ra như vậy thì có thể thấy được gia đình cưng chiều anh ta đến mức nào. Lâm Mộng Đình đã gặp rất nhiều con cháu nhà quyền quý, không ít kẻ ăn chơi trác táng nhưng người giống như Hoàng Phủ Hy thì quả là hiếm thấy. Nghe nói gia tộc Hoàng Phủ ở Dự Châu còn là gia tộc cổ võ. Từ trước đến nay rất khiêm tốn, có lời đồn rằng trong gia tộc của bọn họ ẩn giấu những cao thủ không ai sánh bằng. Không ngờ gia giáo lại như vậy. Thậm chí Lâm Mộng Đình không muốn nhìn Hoàng Phủ Hy thêm một lần nào nữa, đầu ngón tay gõ nhẹ vào mép bát mì hai lăn. Hoàng Phủ Hy đột nhiên kêu lên một tiếng rồi ôm ngực với vẻ mặt đau đớn vô cùng, trán đổ đầy mồ hôi hột. Lão già vội vàng đỡ anh ta hỏi, Tiểu Hy, con làm sao vậy? Hoàng Phủ Hy chỉ cảm thấy tìm mình như bị một cái búa lớn đập hai cái, đau đến không nói nên lời. Lão già nhìn Lâm Mộng Đình và Lý Dục Thần bên cạnh, trong lòng nghi ngờ nên chấp tay với họ rồi nói. Kẻ hèn là Hoàng Phủ Ngạn, nhị đương gia của gia tộc Hoàng Phủ. Không biết hai vị xưng hô thế nào, là người trên đạo nào. Nếu cháu trai tôi có đắc tội, mong các vị rộng lượng tha thứ, đừng chấp nhặt với trẻ con, kẻ hèn xin tạ lỗi ở đây. Đứa trẻ to xác như vậy sao? Lâm Mộng Đình cười nhẹ, cô đứng dậy rồi nói với Lý Dục Thần, chúng ta ngồi sang bên kia đi. Lý Dục Thần không có ý kiến gì. Trong mắt anh, loại người như Hoàng Phủ Hy này đã là người chết rồi. Nhưng anh nhớ ra hình như Hoàng Phủ Ngạn là nhánh ngoài của gia tộc Hoàng Phủ, không biết lần này gia tộc Hoàng Phủ đến Trấn Trúc Môn có liên quan đến Hoàng Phủ Ngạn không? Hoàng Phủ Hy là đồ đệ của Đồng Hạo, vậy thì Hoàng Phủ Ngạn và Đồng Hạo có quan hệ gì không? Anh định cứ quan sát tình hình trước đã. Dù sao thì hành động vừa rồi của Lâm Mộng Đình cũng đủ khiến Hoàng Phủ Hy sợ rồi. Nếu không cứu chữa, có lẽ 7 ngày sau anh ta sẽ suy tim mà chết, cho dù nhà họ Hoàng Phủ có linh đan diệu dược, công pháp tuyệt diệu cứu mạng anh ta thì sau này cũng có khả năng lớn sẽ trở thành phế nhân.
hai người đứng dậy rồi ngồi vào bàn của hòa thượng kia. Nhân viên phục vụ thấy bọn họ giúp giải quyết vấn đề khó khăn, lại có vẻ dễ gần nên trở nên nhiệt tình, anh ta vừa giúp họ bưng bát mì vừa lau bàn. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình ngồi xuống. Đôi mắt của tiểu hòa thượng vẫn đảo quanh trên mặt Lâm Mộng Đình nhưng ánh mắt rất đơn thuần, chính là sự ngưỡng mộ thuần khiết của thiếu niên khi nhìn thấy những điều tốt đẹp. Nhưng lão hòa thượng lại hít mũi, không ngừng ngửi. Ôi chao, đã nghe nói mì bì kim lắng ngon từ lâu rồi, đúng là thơm quá. Thấy không ai để ý đến mình, cuối cùng ông ta không nhịn được nói, thí chủ, tôi thấy cậu rất quen. Lý Dục Thần cười nói, đại sư không tu hành ở chùa Bửu Đà, sao lại đến Kim Lăng? Lão hòa thượng nói, ôi chao, quả nhiên là cậu. Công tử thật có phúc, bên cạnh lúc nào cũng có người đẹp bầu bạn, mà mỗi người lại khác nhau, mỗi người đều tuyệt sắc. Lâm Mông Đình mở to mắt, tò mò nhìn lão hòa thượng và Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nhếch miệng. Nhỏ giọng nói với Lâm Mộng Đình, chị Mai. Lâm Mộng Đình ồ lên một tiếng nhưng không nói gì. Bình ba, con biết điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời là gì không? Lão Hòa Thượng hỏi. Tiểu Hòa Thượng Bình ba lắc đầu. Lão Hòa Thượng nói, hạn hán gặp mưa rào, tha hương gặp cố nhân. Con xem, hôm nay chúng ta cũng coi như là tha hương gặp cố nhân rồi. Bình ba không hiểu, sao hai người xa lạ này lại thành cố nhân? Nhưng sư phụ đã nói như vậy thì cậu cũng chỉ nghe theo. Bình ba, còn có biết điều gì tuyệt vời hơn cả tha hương gặp cố nhân không? Lão hòa thượng lại hỏi. Bình ba nhớ đến hai câu khác nên trả lời, đêm. Động phòng hoa trúc. Lời cậu chưa dứt thì lão hòa thượng đã cốc một cái vào đầu chọc của cậu. Chỉ biết nghĩ bậy thôi. Vậy là gì vậy, sư phụ? Tuyệt vời hơn cả tha hương gặp cố nhân. Lão hòa thượng cười híp mắt nói, tất nhiên là cố nhân gặp ở tha hương. Sau đó mời chúng ta ăn một bát mì bì rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.